là chúng em hãy hứa là cố gắng hết mình giúp đỡ con của tất cả các anh chị. À, có thêm thông tin nữa là có thể là các chị đây thì, sắp tới thì công ty sẽ có thêm một cái trung tâm Đức nữa, sắp xây xong rồi, nhưng mà cũng phải 90% rồi. Thì có thể là một số cháu là sẽ đặc biệt ở ký túc xá thì có thể chuyển xuống đó để cho nó rộng rãi hơn. Ở dưới đó thì nó tương đương mấy nghìn mét vuông rồi. Tức là nó chưa thể 100% hết các khu xung quanh, nhưng mà cái khu kiến đức là 90% là hoàn thiện cho các cháu rồi. Như là phòng học này, phòng các cái phòng nghe đọc, rồi ký túc xá. Ở đó thì cây cối nhiều. Rồi có cái không gian thì các cháu có thể tập thể dục. Rồi có cái sân đó các cháu thích thì chiều ra đá bóng, là đánh cầu lông hoặc là đi bộ thì nó rất là rộng. Thì có thể là nếu mà các chị thấy phù hợp mà cháu đi ký túc xá thì có thể xuống đó cũng được. Và cái mức nó khoảng 1,5 triệu tới 2 triệu, nó cứ vòng vòng. Có thể là nếu mà ví dụ như em nói thật như là trung tâm bên em là hỗ trợ những như thế này, ví dụ như lỡ mà gia đình có cái gì đó mà cái tiền ký túc xá mà chưa đóng được thì cứ bảo mình có thể dùng mấy tháng sau đóng cũng được. Mình em hỗ trợ chỗ đó thôi chứ giờ sao giờ. Và có rất nhiều anh chị đang thắc mắc là cô Mai là ai và về đây là như thế nào với cô Mai, thì em cũng chia sẻ luôn là cô Mai là về đây là một, ở đây thì mỗi người mỗi công việc và mỗi người sẽ phân mỗi vai trò khác nhau. Thì cách nhìn của cô Mai cũng như cách nhìn của về đây thì luôn luôn thích mình với các học sinh đó, chứ ở đây không có ai cò mồi ai hết các bạn, các anh chị cứ yên tâm đó. Tại vì thực ra làm như thế có thể có đồng đội cánh tay phải cánh tay trái, và tụi em và cô Mai như vậy là có tới 2 trung tâm đó, chứ không phải 1 trung tâm. Cho nên là tụi em là cũng phải như thế nào mới được mọi người tin tưởng như thế này. Và em cũng chia sẻ với phụ huynh thêm lần nữa là lỡ như sau này biết đâu được con em mình bị dụ dỗ viết bài lung tung trên mạng chẳng hạn, thì thời gian của em cũng có tới 3-4 bạn gì đó là cũng và công an vào cuộc. Thì khi tại vì chúng em có làm gì sai đâu, nên là công an cũng vào cuộc, thì công an cũng gặp mời các bạn ấy lên, và khi hỏi ý kiến tụi em là có cho vào hình sự không, thì các bạn anh chị cũng biết rồi, hình sự thì không bao giờ bay được vì thời đen cũng là một người mà bản thân em thấy là cũng như thế, nhưng mà em tức lắm, em thì em thấy tức lắm bởi vì mình làm đúng mà. Nhưng mà anh em là thôi cứ để cho các bạn ấy cố gắng, để các bạn ấy học, vẫn nhận lại các bạn ấy để các bạn học tiếp. Đó, chứ mình cho học nếu như mà là một người khác là cũng cho hình sự là không, vĩnh viễn không bao giờ đi nước ngoài được, nhưng mà thấy đang học thôi. Việc này là cũng có các bạn ấy cũng là chưa có được, cũng bị dụ dỗ thôi, chứ không phải là cố ý, và cũng bị mua chuộc thôi. Thì ở đâu cũng có những trường hợp như vậy, thì tụi em cũng khuyên phụ huynh là cũng chia sẻ với phụ huynh, để phụ huynh có thể dặn dò các bạn ở đây là tụi em cũng làm gì sai, và luôn luôn đồng hành với phụ huynh và học sinh. Đó, dạ rồi. Có thể trong quá trình học ở đây, tất nhiên thì phụ huynh thì rất là nhiều, nhưng mà có các anh chị ở đây thì sẽ có cháu còn các anh chị là nó sẽ học nhanh hơn những cái đứa còn lại. Thì các anh chị cũng hiểu là cái năng lực học nó khác nhau, mà bản thân hai đứa sinh đôi nó chưa chắc là giống nhau rồi đó gì. Nên là các anh chị phải hy vọng là có cái sự đồng cảm và có nghiệp nhất định với trung tâm. Chứ còn không ai muốn kéo các cháu lại làm cái gì hết á, vì kéo lại mất thời gian của rất nhiều các bên. Đấy, rồi chạy lại hoặc lại thì là tốn tiền, đúng không? Đấy, trung tâm em không có thu thêm gì đâu, nên để mà làm như vậy thì nếu mà nhìn thấy góc độ về mặt tài chính, về mặt thời gian là tụi em, nhưng mà tụi em không có thu thêm cái gì đồng cảm, đâu có khó gì. Hôm qua em nhớ có một chị phụ huynh tới là không biết học cái gì á, tích hợp tích thiết gì đó, là quy đức hơn 700 nghìn, không biết học cái gì luôn. Thì cũng không biết nữa, nó học cái gì mà cũng là một A, hai B, một và cứ năm mấy rồi không bay, không biết học cái gì mà tốn 700 triệu. Bên em tiền học phí thì có mấy chục đó, rồi sau này thì khi mà làm các cái giai đoạn tiếp theo thì mới qua cái giai đoạn tiếp theo, mà khi mà cháu đậu tiếng Đức rồi thì chúng ta mới qua giai đoạn tiếp theo, mà chứ không có phát sinh phí gì đâu. Còn ngay trong cái giai đoạn mà các chị làm hồ sơ giấy tờ, nói may gia đình có biến cố gì khó khăn về tài chính, nếu mà khó khăn quá thì trong cái năng lực của em hỗ trợ cho các chị, cho các cháu vay thì bao nhiêu đó em không tính lãi gì đâu, yên tâm. Rồi các cháu qua đó thì tháng góp rồi năm 2 năm trả thay, em cũng sẵn sàng, không có vấn đề gì đâu. Dạ sao ạ? Thầy con người nhà cả tiền đi rồi thế người nhà cảm ơn anh. Thì bây giờ có cái hồi nãy em có nói rồi á, thà mình nghèo về mặt tài chính mình còn hỗ trợ cháu được,
chứ bây giờ nó không chịu học, nó cứ suốt ngày nó lo chơi lo nhởi. Thì mình cái nguyên tắc đó là gần như là đầu tư, thì công nhận đó, tức là mình đầu tư cho một cái đứa đó thì mình phải thấy có tiềm năng, ít nhất mình có cơ sở để mình tin, tức là nó cái đó nó có bề mặt đã thì mới có cơ sở để mà phỏng vấn với nhà nghiệp đức, thì mình cũng có cơ sở mình đầu tư cho nó chứ. Bây giờ có đầu tư gì đấy, thì anh chị vậy mà anh chị thấy con cái như thế nào, và khi mà tư vấn gặp trực tiếp em luôn nói là anh chị có tin không, thì chị ủng hộ cháu. Nếu mà anh chị không ủng hộ, không tin cháu là không bao giờ. Bởi vì sao? Đó là đầu tư. Anh chị đâu có dạy đầu tư một cái là mình biết chắc chắn là nó có ra đi, đúng không? Thì hôm nay một lần đến một lần khó.